Chương 986, Huyễn thuật. Mẹ nó. Thuật Tinh Vẫn. Nhìn thấy thiên thạch trên bầu trời, Tóc Minh Đô dựng đứng cả lên. Thuật Tinh Vẫn chính là chiêu cuối cực mạnh của ma pháp sư cấp 100, có thể triệu hồi sao băng tới tấn công vào mục tiêu, là kỹ năng cấp cấm chú, quy lực thì mạnh đừng hỏi. Kỹ năng cấm chú như kiểu dạng vũ khí hạt nhân, không những tạo ra sát thương to lớn lên đối phương mà người thi pháp cũng bị tổn thất không nhỏ. Vì vậy nên dẫu cho có nắm giữ kỹ năng cấm chú thì người ta đều không dám sử dụng tùy tiện. Huyễn yêu không chỉ thả cấm chú mà còn là để đối kháng lại một thuật thánh quan nho nhỏ. Mẹ nó đây có khác gì dùng vũ khí hạt nhân để bắt trọng cả. Điều đáng sợ nhất chính là huyễn yêu thả cấm chú giống như thuận tay nhặt ra, vẻ mặt hoàn toàn ung dung nhẹ nhàng. Biểu hiện hời hợt như thế của nó phải nói là mạnh hơn so với bốt thần cấp Reno rất nhiều, quả thực chẳng khác gì thần giết giết ngay lúc mọi người đang hoảng sợ trố mắt ra nhìn trước sự dũng mãnh của huyển yêu đám huyển yêu bình thường xung quanh đã gào thét lao tới chẳng biết là vì số lượng huyển yêu quá nhiều hay là như thế nào chúng hô hào lao lên rồi mà lại loạn tùng phèo cả lên những tên xanh mơn mởn này lại lao vào đánh giết lẫn nhau con mẹ nó chứ sao chúng nó lại tự đánh lẫn nhau thế kia nhìn xung quanh bọn huyển yêu thông thường vẫn đang công kích lẫn nhau đám người toàn chân đầu đầy dấu hỏi chấm chả hiểu gì cả kỳ lạ quá kỳ lạ vô kỳ suy tư nói ta cứ cảm thấy là lạ ở đâu đó rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào nhỉ cần gì phải biết chỗ nào không thích hợp để ta đi xử nó vương vũ nắm chặt hai quả đấm định lao lên với tư thế chả sợ bố con thằng nào đám người toàn chân thấy thế ai nấy cũng vô cùng hâm mộ có thực lực đúng là tốt thật cái gì cũng dám làm, mẹ nó ngay cả bốt thần cấp mà hắn cũng chẳng coi ra gì. Cho dù mọi người biết thực lực vương vũ sâu không lường được, nhưng mà cũng không cho rằng vương vũ có thể chống lại huyễn yêu. Dù sao, nó có thể tiện tay thả bốt cấm chú thì cũng là dạng tồn tại cao cấp nhất của trò chơi. Cấp độ của vương vũ chỉ có nhiêu đó, nếu như có thể tiêu diệt được cả thần thì còn chơi game làm gì nữa. Thế là mọi người rốt trích ngăn hắn lại, khuyên can, lão ngưu đừng đi, cái đồ chơi này quá mạnh mẽ nó căn bản không phải thứ mà chúng ta có thể đối phó được đâu quá mạnh đúng chính là quá mạnh nghe mọi người nói vô kỵ hệt như nghĩ ra điều gì đột nhiên kêu lên vô kỵ sợ tới mức phát điên rồi à nhìn bộ dáng này của vô kỵ mọi người kỳ quái hỏi điên con em ngươi các ngươi không cảm thấy huyển yêu này quá mạnh sao nói thừa đám người biểu môi, chỉ là nhiệm vụ mà thôi, ngay cả quái vật thần cấp đều làm ra, cái này mẹ nó đâu chỉ mạnh mà giống như là bậc hát vậy. Chỉ là một con bốt cấp 50 mà thực lực còn mạnh hơn cả NPC thần cấp, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vô kỵ lại hỏi. Việc này. Được vô kỵ nhắc nhở như thế, tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng có phản ứng. Đúng rồi, chỉ là đánh một con bốt hoạt động mà thôi thậm chí còn khiến npc thần cấp xuất hiện rõ ràng điều này không thực tế tạo ra một hoạt động mà người chơi không thể hoàn thành công ty game làm vậy chẳng khác gì đang đùa với lửa chẳng lẽ cái đồ chơi này là giả nghĩ đến điều này mọi người đồng thanh kêu lên đúng vậy chắc chắn là giả đó là huyễn thuật của huyễn yêu vô kỵ nói với ngữ khí bình tĩnh huyễn yêu chủ yếu nằm ở chữ huyễn cảnh tượng trước mắt ngoại trừ huyễn thuật thì không còn cách giải thích nào khác. Quả nhiên, vô kỵ vừa dứt lời, kênh đội ngũ xuất hiện một nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, trong đoàn đội có người nhìn thấu huyễn thuật của huyễn yêu. Huyễn thuật bị phá giải. Xoa. Một tia sáng trắng lóe lên, cảnh tượng tối đen như mực bị bóc ra từng chút một, để lộ ra bầu trời đêm với cơn mưa rã trích ban đầu kiến trúc bị bạo lôi và thiên thạch của huyện yêu đục thủng trăm ngàn lỗ cũng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Trên giữa phố trung tâm, đám người chơi của các công hội lớn đang chém giết lẫn nhau. Mà cách đó không xa, một sinh vật màu xanh dài chừng một mét đang dơ lên một cây gậy gỗ nhảy lên nhảy xuống, chính là huyện yêu đã qua cơn cuồng bạo. Mẹ! Đúng là lừa đảo. Nhìn thấy cái tên đáng khinh này, đám người toàn chân tức muốn nổ phổi lúc nãy suýt chút nữa bọn họ đã bị cái tên đáng khinh này dọa cho sợ tới mức tè ra quần rồi. Đoàn người không nói hai lời, tức giận vây nó lại. Lúc này huyển yêu còn chưa biết huyển thuật của mình đã bị nhìn thấu, vẫn ở nơi đó dơ gậy gỗ giả thần giả quỷ, thấy đám người toàn chân đi tới nó giả bộ dơ pháp trượng lên làm màu. Tinh thần nhất nộ. Liệt bạo thiên tinh. Bá vương. Ờ. Tên cấm chú cuối cùng huyển yêu còn chưa kịp hô lên, Vương Vũ đã xông lên đưa tay bóp lấy cổ của nó. Sau khi mất huyễn thuật, rõ ràng huyễn yêu chỉ còn năng lực mồm mép, Vương Vũ chỉ nắm cổ nó là đã có thể dễ dàng nhấc nó lên. Sau đó, tất cả mọi người đuổi tới, vây quanh huyễn yêu đánh cho nó một trận, trong nháy mắt thanh máu của huyễn yêu cạn sạch. Ta sẽ không tha thứ các ngươi. Huyễn yêu bỏ lại một câu hung ác, hóa thành ánh sáng trắng, trước khi chết để lại một cái hộp. Hệ thống thông báo, Người chơi của thành dư huy dưới sự dẫn dắt của thành chủ dư huy trải qua rất nhiều gian nan, cuối cùng cũng đã diệt trừ được thủ lĩnh quái vật huyễn yêu trưởng thành. Tất cả người chơi của thành dư huy nhận được không một mảnh vỡ áo choàng nghề nghiệp. Sự tích anh hùng của bọn họ sẽ được ghi vào sự sách. Gì thế này? Có chuyện gì thế này? Huyễn yêu vừa chết đi, huyễn thuật cũng biến mất, tất cả người chơi đều phục hồi tinh thần, dừng tấn công những người khác thế nhưng sau khi nghe hệ thống thông báo thì ai nấy ngơ ngác mẹ nó ta còn không biết có chuyện gì xảy ra đây này vậy mà chẳng làm gì cũng thắng còn là khắp thành đều như thế tất cả người chơi của thành dư huy nhìn mảnh vỡ áo choàng trong túi không biết nên nói cái gì cho phải cùng với hệ thống thông báo vương vũ cũng được hệ thống nhắc nhở thành chủ thành dư huy thiết ngưu xuất lĩnh con dân đánh lui huyển yêu trưởng thành một nghìn điểm danh vọng 100 điểm vinh dự thành chính, ít 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 kinh nghiệm và các loại phần thưởng khác. Làm thành chủ của thành Dư Huy, còn là chủ lực đánh giết huyển yêu trưởng thành, lần này Vương Vũ được cho khá nhiều kinh nghiệm, trực tiếp khiến cho thanh điểm kinh nghiệm của Vương Vũ gần như tràn đầy, chỉ thiếu một chút xíu nữa là lên cấp 50. Nhóm người toàn chân giáo cũng ăn hôi được không ít, kinh nghiệm và vinh dự khá hậu hĩnh. Nhưng mà bọn họ không để ý đến mấy thứ này, Thứ mà bọn họ quan tâm lúc này chính là chiếc hộp trên tay Vương Vũ. "Lão Ngưu, mở ra thử bên trong có gì?" Dưới sự thúc giục của mọi người, Vương Vũ tiện tay mở ra chiếc hộp mà huyển Yêu đánh rơi. "Nhắc nhở, bạn nhận được 50 mảnh vỡ áo choàng vạn năng. Mảnh vỡ áo choàng vạn năng có thể bổ sung bất cứ mảnh vỡ áo choàng của nghề nghiệp nào." "Bà mẹ nó." "Thứ này tốt thế." Nhìn thấy mảnh vỡ trong tay Vương Vũ, Đoàn người ngạc nhiên kêu lên. Mảnh vỡ áo choàng tổng cộng có 7 loại nghề nghiệp, không hề giống nhau. Mảnh vỡ mà mọi người nhận được từ phần thưởng là ngẫu nhiên, nhiệm vụ vốn đã ít, khiến cho mảnh vỡ lại không phải nghề nghiệp của mình. Do đó, càng khó gom góp một bộ áo choàng nghề nghiệp, cuối cùng chỉ có thể trao đổi với người chơi khác. Mảnh vỡ vạn năng thì khác, cái thứ này có thể dùng để đổi áo choàng của tất cả các nghề nghiệp, giảm cho các người chơi rất nhiều phiền phức tất nhiên giá trị của nó không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới bốt huyễn yêu lại có thể cho ra thứ này. Hiếm khi nào hệ thống không những không ăn bớt cắt xén mà còn tặng thứ độ giá trị như vậy. Chương 987, thông báo tới từ thành chủ. Từ khi bắt đầu hoạt động, tất cả huyễn yêu của thành dư huy đều bị toàn chân giáo tiêu diệt. Toàn thành có 300 huyển yêu thông thường, cộng thêm một bốt huyển yêu, số mảnh vỡ mà chúng đánh rơi vừa đủ 350 cái, đổi áo choàng thì cũng được tròn 7 bộ. Xem ra sản lượng mảnh vỡ của từng thành chính mỗi ngày chỉ được 7 bộ mà thôi, đối với mấy chục vạn người mà nói, 7 bộ rõ ràng là quá ít. Về phần bốt huyển yêu sau khi chết mỗi người chơi đều thu được một mảnh vỡ, đó là bởi vì bốt huyển yêu của thành dư huy bị đánh giết dưới sự dẫn dắt của thành chủ. Bây giờ cả trò chơi có 300 cái thành chính, chỉ có thành chủ thành Dư Huy là người chơi, các thành chính khác thì không có phúc lợi này. Tuy số lượng người chơi của toàn chân giáo không nhiều, nhưng chỉ 350 mảnh vỡ thì còn thiếu rất nhiều, sau khi thanh lý xong huyển yêu của thành Dư Huy, Vương Vũ và mọi người bắt đầu dọn dẹp sang những thành chính xung quanh. Thời gian hoạt động được mở ra cho đến bây giờ cũng đã được 7, 8 tiếng đồng hồ, bọn người Lý Tuyết lên diễn đàn mở tô topic đánh lừa dư luận. Tất cả người chơi đều đang cày nhiệm vụ cành liễu, cho nên tạm thời còn chưa có người quấy rối NPC trên phố. Có thể nói đám người toàn chân giáo hành động khá thuận lợi. Dù là như thế, nhiệm vụ này làm cũng không đơn giản, độ khó của việc tìm kiếm 300 NPC ở thành thị xa là thậm chí còn chẳng dễ hơn đánh bốt chút nào. Đoàn người toàn chân giáo bận biểu đến khoảng 12 giờ khuya, rốt cuộc mới kết thúc hết tất cả nhiệm vụ trong bốn tòa thành chính, cho đến sau khi Vương Vũ đi ngủ. Mọi người mới không tiến hành nữa. Về phần tại sao Vương Vũ đi ngủ là không làm nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, không có Vương Vũ mọi người đánh không lại bốt. Vương Vũ là người đã có vợ, dù sao cũng không thể bắt Vương Vũ thức cả đêm đi đánh bốt cùng với mọi người. Dễ xảy ra án mạng lắm. Ngày hôm sau, chưa tới 8 giờ, Vương Vũ đăng nhập đúng giờ, sau khi lên mạng Vương Vũ phát hiện trong ngõ nhỏ của ông lão ẩn giả vài người chơi đang lén lút ngồi sổng trong đó ồ có chuyện gì thế nhỉ có người đang ngồi sổng trên đường của npc sao vương vũ cảm thấy quái lạ hỏi trên kênh công hội vô kỵ trả lời chuyện này rất bình thường mọi người có phải là đồ ngu đâu biện pháp kia của chúng ta có thể chống đỡ một ngày đã rất không tệ rồi hoàn toàn chính xác giấy không bọc được lửa biện pháp đánh lừa dư luận của toàn chân giáo có hiệu quả nhưng rồi cũng sẽ bị phát hiện. Dù sao đúng là nhiệm vụ cành liễu rất tốn thời gian, làm mười mấy cái nhiệm vụ cũng không quá lâu. Sau khi làm mười mấy cái nhiệm vụ mà đều không có phát sinh nhiệm vụ ẩn, những người chơi rốt cuộc hiểu ra mình bị bại đăng trên diễn đàn trêu đùa, thế là lại lần nữa tìm điểm đột phá khác. Trong người chơi vẫn có rất nhiều người giỏi, có thể tìm tới trên người những NPC trên phố này cũng hợp tình hợp lý. Hôm qua, quái vật trong thành Dư Huy bị xóa sạch đã có người nghĩ tới điểm này, phỏng chừng các thành chính khác càng có nhiều người nghĩ tới hơn. Vậy hôm nay chúng ta có tìm nữa hay không? Vương Vũ liếc mắt nhìn thời gian. Còn chưa tới 5 phút nữa là tới 8 giờ, lúc đó sẽ có người thiết lập lại nhiệm vụ. Nếu như mọi người biết cách thức nhiệm vụ, e rằng nhiệm vụ hôm nay không dễ làm. Đương nhiên, người toàn chân giáo không sợ, Cả ngày hôm qua bọn họ đã tìm tất cả mảnh vỡ trong bốn thành chính, hiện tại mỗi người đều giống nhau đã có thể phối một bộ áo choàng, có tìm hay không cũng chẳng quan trọng. Vô kỳ trả lời, đương nhiên phải tìm. Sau khi hoạt động này qua đi, chắc chắn mảnh vỡ rất có giá trị, có tiền mà không lấy thì chính là kẻ ngốc. Vô kỳ nói không sai, quả thực hiệu quả của áo choàng phi hành quá mê người. Mà mỗi thành chính cũng chỉ có 350 mảnh vỡ đồ vật ít ỏi như thế bị phòng làm việc bất lương nói xạo hai ba câu đoán chừng còn đắt hơn cả trang bị hiếm kiếm thêm nhiều một chút tuyệt đối không uổng công vậy bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi bốt vương vũ nói đại đa số npc trên phố đã bị người chơi bao vây toàn chân giáo đúng là có bá đạo nhưng bọn họ đều là người sĩ diện việc ngang nhiên đoạt quái ở trong thành dư huy như thế bọn họ còn không làm được không sao chúng ta có thể làm như thế này vô kỵ cười tủng tiễn gửi cho vương vũ một tin nhắn làm như thế này cũng được à vương vũ nhìn thấy tin nhắn của vô kỵ có chút khó hiểu vô kỵ cười nói đương nhiên rốt cuộc muốn thứ gì mọi người có thể tự mình cân nhắc tốt lắm vương vũ suy nghĩ một chút quyết định tin tưởng vô kỵ ngay lúc hoạt động sắp thiết lập lại đột nhiên trên bầu trời thành dư huy vang lên âm thanh thông báo thành chủ thông báo npc trên phố npc đã được toàn chân giáo bao trọn mọi người không được phát động nhiệm vụ dừng lại nhìn thấy thông báo của thành chủ người chơi thành dư huy liếc nhìn lẫn nhau mặc dù toàn chân giáo ở thành dư huy có uy danh hiển hách nhưng người toàn chân giáo có trâu bò đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không trâu bò đến mức có thể độc chiếm toàn bộ nhiệm vụ hoạt động các ngươi không cho chúng ta phát động thì chúng ta không phát động sao sẽ còn mặt mũi gì nữa Tất nhiên đám người toàn chân giáo cũng sẽ không tự tin rằng mình có thể ra lệnh được cho tất cả mọi người trong thành. Mấy trăm ngàn người chơi, nếu thật sự có người lén lút phát động nhiệm vụ, toàn chân giáo có mạnh đến cỡ nào cũng không thể tìm ra được. Đúng lúc này, lại hiện lên thông báo thứ hai. Thành chủ thông báo, nếu như toàn chân giáo không thu thập đủ 300 mảnh vỡ, bản thành chủ sẽ không thả bốt. Móa! Quá vô sĩ! Nhìn thấy thông báo thứ hai này người chơi trong thành dư huy suýt chút nữa nhảy dựng lên. Đờ mờ, nếu như mọi người khịt mũi coi thường thông báo thứ nhất, thì khi nghe tới cái thông báo thứ hai này, tất cả mọi người trong thành dư huy đều sẽ suy ngẫm một chút. Vì sao bây giờ trong tay mỗi người chơi thành dư huy đều có một cái mảnh vỡ áo choàng, còn không phải bởi vì thành chủ vương vũ dẫn đội diệt bốt huyển yêu sao? Nếu hôm nay toàn chân giáo không ra tay, cho dù mọi người có thể dựa vào nhân số để chết bốt, thì toàn bộ thành chính cũng chỉ có tổng cộng 350 mảnh vỡ mà thôi. 350 mảnh vỡ chia cho mấy trăm ngàn người, rất ít người có thể lấy được. Nhưng nếu toàn chân giáo ra tay thì sẽ có mấy trăm ngàn mảnh vỡ, ai nấy đều có một mảnh. Nhất là đối với người chơi công hội mà nói, để toàn chân giáo giết bốt có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Phải biết rằng một cái công hội có khoảng 500 người, còn những công hội lớn như Liên Minh huyết sắc, kiếm chỉ thương khung thì càng không cần nói nhiều người chơi càng đông thu lợi càng lớn như vậy ai dám gây khó dễ với toàn chân giáo chính là kẻ địch của tất cả công hội trong thành dư huy muốn an ổn cầm trong tay mảnh vỡ hay là dựa vào tỷ lệ rất thấp nhận được mảnh vỡ rồi bị người chơi toàn thành truy sát hai sự lựa chọn này chỉ cần không phải là kẻ ngu thì sẽ không chọn sai sau khi nhìn thấy thông báo những người chơi trong thành dư huy ngoan ngoãn từ bỏ ý định ngấp nghé npc trên phố tiếp tục đi làm nhiệm vụ cành liễu mà những công hội kia, thậm chí còn tự giác phái người vây NPC trên phố lại, chờ người toàn chân giáo tới thu hoạch. Tất cả đều giải quyết nhẹ nhàng như vậy, ở các thành chính khác tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống kỳ lạ như thế. Có vị vĩ nhân từng nói qua, lấy được lòng dân sẽ có được thiên hạ. Toàn chân giáo có dân chúng hậu thuẫn như vậy nên tốc độ làm nhiệm vụ khá nhanh. Chỉ hơn một giờ thu hoạch, toàn bộ 300 tên huyển yêu trong thành dư huy đều bị toàn chân giáo thu thập bốt huyễn yêu cũng như giống như hôm qua, sẽ trách không gian từ trên trời lao xuống. Có vương vũ ở đây, mọi người đối phó với bốt huyễn yêu giống như là quen việc dễ làm, bọn họ dở lại trò cũ đè huyễn yêu đánh một trận. Đánh bại huyễn yêu, người chơi khắp cả thành đều được nhận một mảnh vỡ, ai ai cũng vui vẻ. Chương 988, Minh Đô bị đánh lén, Nhiệm vụ mảnh ghép giống như rau dưa, có thể lặp lại mỗi ngày Kết thúc nhiệm vụ của thành dư huy, mấy người vương vũ cũng chẳng hề nhàn rỗi, truyền tống thẳng đến thành kinh cức Lúc này người chơi trong thành kinh cức không có gì khác với thành dư huy, tất cả đều đang dạo phố tìm NPC Nhưng trên phố lại có rất nhiều NPC mà nhiệm vụ chính thức chỉ có 300 cái Bởi vì không biết đặc tính nhặt móc của huyển yêu, hiệu suất của người chơi thành kinh cức kém hơn nhiều so với toàn chân giáo đi qua đi lại cũng đã 2 giờ rồi, bốt huyển yêu vẫn chưa xuất hiện. Bốt huyển yêu không xuất hiện thì 300 nhiệm vụ này không được hoàn thành. So với đám lính rời rạc của thành kinh cức, bọn vương vũ có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp. Đêm qua, tọa độ tất cả các NPC trên đường của thành kinh cức đã được đánh dấu bởi nhóm người toàn chân. Hôm nay, mọi người đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì nhóm người toàn chân giáo có phương thức đặc biệt riêng, cũng không sợ giết nhầm, bỏ qua rất nhiều bước tìm kiếm, hiệu suất cực nhanh, chắc chắn khiến kẻ khác chỉ biết trợn mắt há mồm. Rất nhanh, người chơi thành Kim cức gần như đều biết có một đội ngũ xuất quỷ nhập thần như thế, chuyên môn săn giết NPC nhiệm vụ, nhưng phạm là NPC bị đội ngũ này theo dõi. Tất cả đều là huyễn yêu nhiệm vụ có khả năng biến hóa không lường. Nhưng bây giờ là thời đại phát triển của Internet, đặc biệt là ở nơi giao tiếp trực tuyến phát triển hơn cả thực tế như game online này, một khi tin tức truyền ra nó sẽ được lan truyền với tốc độ xét đánh còn không đợi bọn vương vũ giải quyết xong nhiệm vụ của thành kinh cức tin tức này đã nhanh chóng lan truyền khắp game thậm chí trên diễn đàn cũng đã có video và ảnh chụp của một đám người toàn chân giáo những người tung video và hình ảnh này cố tình mã hóa để kiếm lời còn ghi chú bên dưới trả tiền xem hd tài khoản trên diễn đàn chính thức có thể liên kết với tài khoản game vì vậy các tài nguyên như tiền tệ ảnh và các tài nguyên khác có thể được gửi trực tiếp đến người mua trong game không thể không nói để kiếm tiền các người chơi động não thật vô cùng kỳ quặc có lẽ bọn người kia không biết hành vi lấy hình ảnh người khác để kiếm lời đã vi phạm pháp luật tuy giá không cao chỉ mấy chục đồng vàng nhưng phần lớn người chơi đều khá dè biểu chuyện này chẳng qua lần này cũng có người cảm thấy đặc biệt hứng thú ví dụ như mấy hội trưởng của một số công hội lớn bọn họ sẽ không thiếu mấy đồng tiền này Bài phục trên diễn đàn vừa đăng đã có rất nhiều hội trưởng các công hội lớn mua mấy tấm hình này. Lại còn đăng chúng lên kênh trò chuyện của công hội. Tất cả mọi người chú ý bên cạnh mình một chút, xem có người như vậy hay không, nếu có cung cấp đầu mối thưởng 20 đồng vàng, nếu có thể cung cấp phương thức liên lạc thưởng 20 đồng vàng, có thể kéo bọn họ vào công hội thưởng 20 đồng vàng. Những loại tin như vậy gần như được spam thường xuyên trong kênh trò chuyện của các công hội lớn sở dĩ các công hội lớn điên cuồng như vậy cũng không phải vì người của toàn chân giáo quá lợi hại, mà bởi cách tiến công chiếm đóng bọn họ đang nắm giữ trong tay. Như đã nói ở trên, sự quý giá và hiếm có của áo choàng là không cần bàn cãi. Nhưng số lượng NPC của từng thành chính không phải ít. Mặc dù loại bỏ các NPC trong dân cư, số lượng NPC trên đường cũng lên tới mấy ngàn. 300 NPC nhiệm vụ được giấu trong các NPC này, người chơi chơi 10 lần cũng chỉ có cơ hội đoán đúng một lần. Càng không thể tưởng tượng được chính là hình phạt cho việc tấn công NPC dân cư quá đáng sợ. Tỷ lệ một phần 10 này nhìn qua cao hơn sổ số, số nhiều nhưng cái giá phải trả thì chẳng có bất kỳ ai muốn chịu. Nếu như có thể tìm được mấy người trong truyền thuyết này, có thể nghĩ tới hiệu suất nhiệm vụ và tỷ lệ thành công sẽ tăng cao thế nào. Mười mấy đồng vàng thôi mà, cơ bản chẳng đáng là gì so với áo choàng. Vậy mà lúc này một đám người toàn chân giáo đang liều mạng chạy nhiệm vụ lại không biết mình đã bị nhiều công hội nhắm tới. Trong một con hẻm tối tăm đầy trong gai của thành kinh cức, một chiêu bạo lôi của Minh Đô đánh huyển yêu trước mắt ra bả, ảo giác hoàn toàn biến mất, một mảnh áo choàng rơi xuống. Minh Đô đi tới phía trước định nhặt mảnh áo lên, bỗng nhiên trong góc tối của con hẻm vọt ra một tên thích khách cầm dao găm, đâm thẳng vào phía sau lưng hắn ta. Hừ ngay tại thời điểm thích khách đâm trúng lưng của Minh Đô. Chỉ nghe thấy một âm thanh trầm đục, một ngọn lửa lóe lên trên người Minh Đô. Tên thích khách giống như bị đẩy một cái dính chặt vào tường. Kháng, kháng cự hỏa hoàng. Thích khách cũng thật tinh mắt, lập tức nhận ra kỹ năng của Minh Đô, gương mặt không kìm được vẻ kinh ngạc. Kháng cự hỏa hoàng là một kỹ năng phòng ngự hiếm thấy của Pháp Sư, nhưng rất ít Pháp Sư bình thường luyện thứ này dù sao pháp sư thường theo đuổi chỉ số sát thương cao không gì sánh bằng công việc phòng ngự nặng nhọc này thường giao cho người khác làm đương nhiên nếu kỹ năng này xuất hiện trên người pháp sư khác có lẽ sẽ khác nhưng xuất hiện trên người minh đô lại chẳng có gì bất ngờ thích khách này giết nhiều người hơn nữa nhất định cũng không bằng kinh nghiệm bị đuổi giết của minh đô kháng cự hỏa hoàng chẳng qua chỉ là một trong số nhiều thủ đoạn bảo toàn sự sống của minh đô ồ rất hiểu biết đấy Minh Đô thông thả nhặt mảnh áo trên mặt đất lên, xoay người nhìn thích khách bị kháng cự hỏa hoàng đẩy ra nói, tế nhật hà quan. Ngươi là người của công hội nào? Vậy cũng dám đánh lén ta, chán sống rồi hả? Vừa nói, tay trái Minh Đô kéo ra một cây lôi mâu bừng bừng. Thực lực của Minh Đô ở trong toàn chân giáo cao thủ như mây cũng không phải đặc biệt. Nhưng về sát tính, tính khí quái dị nhất định còn hơn tất cả người toàn chân giáo cộng lại tên nhóc này thường ngày không có việc gì làm còn muốn giết vài người mua vui, huống gì lúc này lại bị người ta đánh lén, chưa lập tức ra tay đã là phá lệ rồi. Thích khách tên tế nhật hà quan này rõ ràng không biết mình đã bước một chân vào quỷ môn quan, ngươi đừng quản công hội của ta là gì, nói cho ta biết ngươi là ai, lão đại của công hội ta sẽ tìm ngươi. Minh Đô nghe vậy cười lạnh nói, ha ha ha. Chỉ dựa vào ngươi cũng xứng nói như vậy với ta. Chưa từng chết phải không? vậy thêm chúng ta minh đô vừa nói xong lại xuất hiện thêm mấy bóng người trong ngõ hẻm lấp đầy chật cứng cái ngõ nhỏ những người này đầy đủ trang bị nghề nghiệp mà trang bị cũng không yếu rõ ràng là nhắm vào minh đô dẫn đầu là một nữ chiến sĩ dáng người không tệ trong tay xách một thanh đại kiếm còn to hơn người cảm giác ngông cuồng cực kỳ mãnh liệt nhìn mấy người phía trước phản ứng của minh đô ngược lại rất thản nhiên cô các ngươi là ai cũng tới báo thù sao? Xếp hàng phía sau đi. Này! Trả thù, xếp hàng. Nghe Minh Đô nói, mọi người trong ngõ đều ngẩn ra. Rốt cuộc tên này con mẹ nó có bao nhiêu kẻ thù, báo thù cũng phải theo thứ tự. Thậm chí ngay cả tên kẻ thù cũng không thèm hỏi, không phải là nhiều kẻ thù tới nỗi bản thân không nhớ rõ nữa chứ. Chương 989, chẳng hiểu tại sao bị mai phục. Hừ. Nghe thấy những lời ngông cuồng như vậy của Minh Đô, nữ chiến sĩ cầm đầu hừ lạnh một tiếng, nói, ta còn tưởng là cao thủ như thế nào, hóa ra đức hạnh cũng chỉ cỡ này. Cô gái này thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa, gương mặt và tư chất Minh Đô quả thực đều không được thuận mắt lắm. Minh Đô có là loại hàng gì, chuyện này nhất định không phải là nỗi nhục, mà ngược lại là vinh quang đối với hắn minh đô lại chẳng hề quan tâm lời nữ chiến sĩ nói cười nói ha ha lẽ nào ngươi còn tưởng cao thủ đều ngọc thụ lâm phong những thứ này đều là tư tưởng mong muốn đơn phương của những kẻ tầm thường các ngươi thôi bớt nói nhảm nữ chiến sĩ lạnh như băng nói bây giờ trước mặt ngươi chỉ có hai con đường hoặc là để chúng ta đi hoặc nói ra cách kích hoạt nhiệm vụ bằng không hư hư theo lời nói thanh đại kiếm của nữ chiến sĩ chỉ về phía trước đào kiếm không có mắt, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ ép ngươi nói bằng được. Nữ chiến sĩ vừa dứt lời, mọi người đồng loạt rút binh khí ra, đã chuẩn bị chiến đấu xong. Thích khách vừa rồi bị kháng cự hỏa hoàng của Minh đô bắn bay đi cũng nhanh chóng lùi về phía sau đội hình. Không cần nói, ta chọn con đường thứ ba. Minh đô nghe vậy mỉm cười, tay trái vung lên phía trước, lôi mâu rời khỏi tay, lập tức bay về phía nữ chiến sĩ. đúng lúc này. Ánh sáng lóe lên trong tay thánh kỵ sĩ phía sau nữ chiến sĩ, quyền trượng biến thành một tấm khiên lớn. Kỵ sĩ kia giơ khiên lên chắn trước người nữ chiến sĩ. Sau khi lôi mâu của Minh Đô đụng vào khiên, liền hóa thành không khí trong nháy mắt, mà tấm khiên kia còn chưa từng lung lay. Ai nha, rất lợi hại. Minh Đô thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi kinh ngạc. Lôi mâu của Minh Đô là kỹ năng vừa mới bắt đầu của game, độ thuần thục đã đạt tới level mát sau lever mark lôi mâu này không chỉ có hiệu quả đánh lui. Lực công kích cũng mạnh tương đương. Tính riêng lực công kích mà nói cũng không kém bao nhiêu so với chiêu mạnh nhất hiện nay của lôi pháp. Mà thánh kỵ sĩ kia chỉ tiện tay đỡ đã triệt tiêu lôi mâu, có thể thấy được khả năng phán đoán còn cao hơn ma pháp của Minh Đô. Thánh kỵ sĩ này nhìn qua cũng chỉ là một trong những tay chân của nữ chiến sĩ, tùy tiện một người cũng có thực lực như vậy, xem ra những người này đều không đơn giản. Đương nhiên, thánh kỵ sĩ này nhận một chiêu của Minh Đô xem ra cũng không nhẹ nhàng, sắc mặt rõ ràng cũng thoáng thay đổi, nhỏ giọng nói với nữ chiến sĩ, "Ngọc tỷ cẩn thận một chút." "Người này lợi hại khác thường." "Ồ." "Thật sao?" Nữ chiến sĩ cũng hơi ngạc nhiên, "Lợi hại cỡ nào?" Thánh kỵ sĩ nói, "Ta đỡ một kỹ năng đã hụt một nửa thanh máu, lần đầu tiên ta gặp một ma pháp công kích mạnh đến như vậy." "Ừm." Nữ chiến sĩ gật đầu, quả quyết hạ lệnh gặp phải kẻ địch mạnh mọi người cùng lên đánh nhanh thắng nhanh nhận được mệnh lệnh này của nữ chiến sĩ mọi người không nói hai lời liền cầm vũ khí lao tới không biết xấu hổ vậy mà lại dám đánh hội đồng cha các ngươi minh đô thấy thế thầm chữ một tiếng gõ pháp trường xuống đất một cái một tầng lửa nổi lên từ mặt đất bao vây con nhỏ. những nghề nghiệp cận chiến trực tiếp bị vây trong một tầng lửa khác nữ chiến sĩ thấy thế hét lớn một tiếng cung thủ pháp sư lời của nữ chiến sĩ còn chưa dứt một trận mưa tên từ trên trời dội thẳng xuống minh đô mặt đất dưới chân minh đô đồng thời nóng lên ánh lửa bao trùm sau vài giây ngọn lửa của minh đô dần biến mất mọi người mới lại nhìn thấy phía bên kia bị ngọn lửa cô lập nhưng đã không còn thấy bóng dáng minh đô đâu nữa đoàn người đầy nghi vấn không đánh sao chẳng lẽ bị đánh chết rồi Cấp bậc của người chơi ngày càng cao, trang bị ngày càng tốt. Lượng máu của người chơi cũng ngày một nhiều hơn, loại chuyện dây lát này cơ bản đã sớm phai nhạt khỏi tầm nhìn của người chơi. Để phong ấn minh đô, vừa rồi cung thủ và pháp sư giả dùng loại kỹ năng giới hạn mưa tên và tường lửa, sức sát thương người khác cũng không quá xuất sắc, trực tiếp đánh chết người ta, thật sự là ngoài ý muốn. Ngay tại thời điểm đoàn người đang buồn bực, đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc truyền tới từ phía trên bạo lôi thuật ở bên trên mau tránh những người chơi này hiển nhiên cũng ở cấp cao thủ nghe tiếng cũng chưa ngẩng đầu vội vàng chạy xoẹt một tia chớp từ trên trời giáng xuống đám người ngay sau đó hóa thành từng con rắn điện xuyên qua mọi người mẹ nó bạo lôi thuật cái gì rõ ràng là tia chớp liên hoàn minh đô hiện tại là đệ tử ký danh của reno đã có thể kiểm soát kỹ năng thường của tất cả các hệ đám người nữ chiến sĩ bi thảm chỗ đứng ban đầu của họ không phát huy được hiệu quả của mắt xích nhưng một câu bạo lôi thuật làm đoàn người sợ tới mức chạy vội kết quả cả đám ăn trọn vẹn tia chớp liên hoàng của minh đô ma pháp của minh đô có sức sát thương rất lớn tia chớp liên hoàn lại có hiệu quả nhân đôi tuy là kỹ năng phạm vi lực công kích cũng không thấp hơn kỹ năng đơn lẻ bao nhiêu tế nhật hà quan đáng thương đã bị điện giật chết mẹ nó tiện nhân này tế nhật hà quan phẫn nộ giơ nắm đấm lên bầu trời kết quả một luồng sấm sét giáng xuống tế nhật hà quan hóa thành tro bụi lúc mọi người ngẩng đầu muốn đánh lại cũng đã không thấy bóng dáng minh đô mẹ nó ông đây bị mai phục đều là cao thủ ông đây xém chút nữa chết bọn chúng dường như là nhắm vào chúng ta các ngươi sáng mắt lên chưa sau khi chạy thoát minh đô vội vàng nhắn tin nhắc nhở những người khác trong kênh trò chuyện nhưng lời nhắc nhở của minh đô rõ ràng đã chậm minh đô vừa nói xong vô kỵ liền nói ta cũng bị mai phục nhưng đã chạy thoát cũng có người mai phục ta nhưng ông đây có thể bay xuân tường tán thành hóa ra gần như cùng một lúc mọi người trong toàn chân giáo đều bị phục kích lúc chạy ta đã giết một tên bao tam đắc ý nói ký ngạo không phục thôi đi ta một chân đạp hỏng một lỗ giết khoảng ba tên bà đây vừa khống chế bọn họ vừa chạy linh lung mộng cũng bắt đầu góp vui không hổ là toàn chân giáo rõ ràng là bị người ta mai phục cả đám không thèm tìm xem ai đang giở trò quỷ mà lại lạc đề mấy phút bắt đầu ganh đua so sánh với nhau chỉ có vương vũ trả lời tương đối hàm xúc thật sao hóa ra mấy tên vừa rồi là mai phục ta còn tương có người đi theo ta tranh nhiệm vụ đấy vương vũ vừa nói kênh công hội yên lặng trong nháy mắt. Mẹ nó, hóa ra người chơi không phân biệt nổi cả lính mới và cao thủ, ngoài mấy người chơi gà mờ còn có vị này. Người trước là trình độ quá thấp, ai cũng đánh, nhưng kẻ sau là trình độ quá cao, đánh ai cũng được. kiến ngạo hỏi dò, những người kia đều bị ngươi giết. Tiện tay mà thôi. Vương Vũ phá lệ khiêm tốn. Mẹ nó. Sau này người bình thường nói chuyện ngươi tạm thời đừng xen vào mọi người nghe vậy đều ào ào lên án vương vũ sao lão nhị không lên tiếng vậy đúng lúc này dương na đột nhiên phát hiện thiếu mất một người tán dốc trong kênh công hội lão nhị mọi người sững sờ đều rối rít doãn lão nhị hỏi lão nhị người con mẹ nó giết mấy đứa nhưng tin nhắn mọi người gửi đi doãn lão nhị dường như không nghe thấy rất lâu không thấy trả lời gần một phút sau doãn lão nhị mới nói giết cái rắm Ông đây bị người ta chặn lại. Chương 990, Đối thủ là ai? Phòng ngự là điển hình của kiểu chiến đấu chỉ có thể chịu không thể chạy. Cũng giống như bi kịch của tất cả các nghề nghiệp tan khác, sức phòng ngự của Doãn Lão Nhị hoàn toàn không thể chê, nhưng khả năng chạy trốn lại cực kỳ thiếu hụt. Ngay trước Toàn Chân Giáo bị đuổi giết, hai người chạy trốn khốn khó nhất chính là Doãn Lão Nhị và Vô Kỵ. Sau khi Vô Kỵ có phi hành thuật, khuyết điểm này về cơ bản đã được bù đắp, còn lại Doãn Lão Nhị vẫn chỉ có một kỹ năng lao lên là va chạm đáng thương như vậy. Trước kia Doãn Lão Nhị thường xuyên đi cùng với Bao Tam. Hai người một thủ một công, việc chạy trốn không thành vấn đề. Về sau lại có Minh Đô, có thể sử dụng kỹ năng đưa họ lên thẳng nóc nhà. Hiện tại Doãn Lão Nhị lại lẻ loi một mình, chân không ngắn lắm nhưng không có đầu ra đơn đấu còn có thể ở trạng thái bị người ta bao vây thì cực kỳ khó chạy trốn ách thấy tin của doãn lão nhị mọi người đều sững sờ phải ha sao lại quên mất điều này lão nhị ngươi ở đâu giờ chúng ta tới cứu ngươi mọi người vội vàng xác nhận tọa độ của doãn lão nhị muốn tới trợ giúp doãn lão nhị trả lời ở cửa đấu trường mau tới con mẹ nó ta sắp không chống đỡ nổi rồi chờ chút ta ở gần đó tới ngay đây doãn lão nhị vừa nói xong vương vũ lên tiếng ngay trong kênh công hội không đợi doãn lão nhị hồi phục ngay sau đó một bóng người cao lớn khôi ngô liền xuất hiện trên nóc nhà đối diện chỗ doãn lão nhị khí thế cao như vậy ngoại trừ vương vũ tuyệt đối không có người thứ hai giờ phút này doãn lão nhị đã bị người ta vây đánh ở góc tường May mà trong tay Doãn Lão Nhị là lá trắng thần khí, lại có một lá trắng dự bị cực kỳ trâu bò. Tuy rằng bị người ta vây quanh nhưng tinh thần vẫn sáng lạng như cũ. Lão Ngưu, bên này. Mau làm thịt mấy tên này đi. Thấy Vương Vũ, Doãn Lão Nhị không thèm đến xỉa sự tới sự tấn công của đám người kia. Vừa cao giọng la lên vừa vẫy vẫy tay với Vương Vũ ở trên nóc nhà. Nghe thấy Doãn Lão Nhị nói, đám người đang bao vây tấn công Doãn Lão Nhị hơi sững sờ, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Vương Vũ đã ở phía sau cách đó không xa. Đám người ngừng tay, nhìn thoáng qua xung quanh, lại mình qua Vương Vũ lẻ loi một mình, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Chỉ một. Một. Võ sư. Chắc vậy. Đéo đỡ được. Cái đéo gì vậy? Thấy cứu binh của Doãn Lão Nhị chỉ có một mình Vương Vũ, hơn nữa lại là một võ sư chả đáng để tâm, rốt cục mấy tên này chả thèm liếc vương vũ đến một cái xoay người tiếp tục tấn công doãn lão nhị đến lúc đó vương vũ mới lên tiếng nói không muốn chết cứ tiếp tục ui à thằng quắc này còn rất ngông cùng nha cùng nhau trừng trị nó vừa nghe lời này của vương vũ mấy tên này lập tức không vui thầm nghĩ thứ phế vật võ sư như ngươi giả vờ cái gì để lại cho ngươi một mạng cho ngươi thể diện mà còn không cần vậy đừng trách bọn ta không khách sáo nghĩ thế chiến sĩ cầm đầu vung trường kiếm trong tay lên một cái trọng trảm hướng về phía vương vũ mắt thấy vương vũ sắp bị chém trúng lúc này vương vũ đột nhiên tiến lên một bước đến đối mặt cùng chiến sĩ này dùng tay phải quay lại móc một cái móc vào chui kiếm của chiến sĩ sự xuất hiện bất ngờ của vương vũ làm chiến sĩ này hoảng sợ trường kiếm trong tay bỗng chốc không ổn định bị vương vũ đánh buông tay trường kiếm bay sát gò má của vương vũ văn ra nằm trên mặt đất phía sau cách đó không xa cùng lúc đó Vương Vũ nhận được nhắc nhở của hệ thống đội ngũ của người chơi nhị giai đường phát động tấn công đối với bạn bạn có ngươi cái này gọi là vừa ra tay liền biết có lành nghề không chỉ một chiêu của Vương Vũ đồng đội của nhị giai đường đã lập tức kinh sợ vô cùng đám người kia cũng không yếu ớt cũng thường giao tiếp với không ít các cao thủ hàng đầu thao tác nào cũng đều nghe tới nhưng chiêu thức trực tiếp đoạt binh khí trong tay người khác như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy. Vương Vũ bên này thật sự không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ đã biết người tấn công mình là ai, Vương Vũ cũng không hề nể nang nữa. duỗi mạnh cánh tay phải cách nhị giai đường phía trước không xa, trực tiếp chọc lấy cổ nhị giai đường. Nhị giai đường còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Vũ dùng mảnh hổ quyền đánh cho dán lên bức tường bên cạnh Doãn Lão Nhị. Doãn Lão Nhị bị đám người của nhị giai đường đánh hội đồng, lòng đầy căm giận không biết trút vào đâu, thấy nhị giai đường bay đến bên cạnh mình, không nói hai lời, giờ lá trắng đập nhị giai đường choáng váng, sau đó rút dao găm đâm một nhát. Nhị giai đường hấp hối, hư cũng chưa kịp đã bị doãn lão nhị đâm chết tươi. Những kẻ khác nhìn đồng bọn của mình bị giết, vừa sợ vừa giận, kinh sợ hai người vương vũ dám ra tay, lại còn ra tay tàn ác như vậy, tiện tay đã giết mất nhị giai đường. Nghĩ tới đây, mọi người trực tiếp ra tay tấn công về phía vương vũ mấy tên này cũng không biết là công hội gì, tổng cộng có 8 người, toàn bộ đều là nghề nghiệp cận chiến. 8 người lôi kéo đội hình, định áp dụng lại đúng cách với Doãn Lão Nhị, dồn Vương Vũ đụng tới chân tường. Vương Vũ sao lại có thể so sánh với Doãn Lão Nhị, nhìn đám người bao vây, Vương Vũ không hề nào núng sờ soạn phía sau, lôi ra một thích khách từ trong khoảng không. Có mắt. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều kinh hãi, không đợi bọn hắn ổn định lại, Vương Vũ đã ném thích khách trong tay ra. Lừa gạt a, à, cả đám người bị nện một trận. Vương Vũ theo sát phía sau sông tới trước mặt đám người, một chân lôi đình cước mang theo sấm sét dẫm bành bạch lên bọn họ. Lão Ngưu a, à, may quá ngươi đã tới. Doãn lão nhị tìm được đường sống trong cõi chết. Cực kỳ xúc động, chạy tới muốn tâm sự vài câu cùng Vương Vũ. Vương Vũ vung tay áo nói, đi nhanh đi, chúng ta bị người ta theo dõi một hội nhiều người tới ta sẽ không chú ý ngươi được. Nghe vương vũ nói vậy, doãn lão nhị vẫn sợ hãi trong lòng đi theo phía sau vương vũ hướng về phía nam thành phố, mãi tới khi thấy một tiệm tạp hóa trước mắt mới dừng lại. Bọn vô kỵ đã tới chỗ này từ lâu, lúc này đang chen chút trà sát trong tiệm tạp hóa. Một đám người toàn chân đứng cạnh một gương mặt quen thuộc, chính là Mario quay cuồng, sắc mặt của anh bạn Mario quay cuồng này có vẻ không tốt lắm, xem ra đám người kia tới tị nạn mà không được sự đồng ý của lão Mario. Lão Ngưu à, ngươi thật không nhân hậu, ngươi muốn đánh chết đánh sống cũng không hề gì nhưng đừng đem lửa đốt tới chỗ này của ta mà. Mario quay cùng nhìn Vương Vũ, cực kỳ không hài lòng nói. Vương Vũ cười nói, lão Mario à, chúng ta đều nghĩ nơi này của ngươi khá an toàn. An toàn thì an toàn, ngươi có thể thu bàn mạc trượt của bọn họ lại ư, như thế này ta không cách nào buôn bán được mario quay cuồng buông tay nói không thể nào vương vũ nhìn người ra người vào cửa tiệm nói cũng không thiếu người mà tiệm này của ngươi rất lớn không hề thiếu chỗ mario quay cuồng buồn bực nói xoa bọn họ chơi ta lại không nhìn nổi mọi người thu vào vô kỳ vẫy vẫy tay với minh đô dưới ánh mắt căm tức của mấy người khác anh ta đẩy từng quân bài xấu của mình vào trong đống bài sau đó đứng dậy hỏi Vương Vũ, thế nào, đã điều tra được ai là người tấn công chúng ta chưa? Người của toàn chân giáo luôn luôn chú ý ra tay trước để chiếm lợi thế, cho nên bị một làn sóng phục kích lớn như vậy, ngoài Minh Đô ra cũng không có ai biết là mình bị kẻ nào tấn công. Từng. Vương Vũ đáp lời, kẻ cầm đầu tên là Nhị Giai Đường. Chương 991 có người dở trò sau lưng. Nhị giai đường. Vô kỵ nghe vậy thì sững sờ. Sao thế, ngươi biết à? Những người khác thấy vô kỵ phản ứng như thế đều vội vàng quay đầu nhìn về phía vô kỵ. Không quen biết. Vô kỵ lắc đầu. Vậy ngươi ngạc nhiên như thế làm gì? Đám người đồng loạt lường vô kỵ một cái, tay này kêu lớn thế, đám người còn tưởng rằng hắn ta biết kẻ địch là ai chứ? Vô kỵ biểu môi nói, phí lời, dựa vào tiếng tâm của chúng ta, loại vô danh tiểu tốt này cũng dám tới tìm chúng ta gây phiền phức, các ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Móa nó, ngươi còn biết xấu hổ hay không hở? Nghe Vô Kỵ nói như thế, không chỉ đám người của toàn chân giáo, ngay cả Mario quay cuồng cũng phải giơ ngón tay thối lên với Vô Kỵ. Đúng là danh tiếng của toàn chân giáo không nhỏ, nhưng chủ yếu là ác danh, mặc dù ở trong trọng sinh, đám người toàn chân giáo không ít lần lên TV nhưng qua nhiều năm như vậy quan điểm của mọi người về toàn chân giáo đã ăn sâu vào máu rồi. Một đám người cũng chỉ có mấy người mà thôi, công hội nhỏ thì chẳng có gì, không thể đắc tội với đám người kia, công hội lớn thì đương nhiên sẽ dày xịn không dẫm vào phân chó, chẳng thèm quan tâm đến những kẻ này, xét đến cùng, trong mắt những người tầm thường thì toàn chân giáo cũng chính là một đám ô hợp khó cuốn mà thôi. Về phần bảo là không ai dám chọc bọn họ, chỉ đơn thuần là huên hoang khoác lác mà thôi ở đây lại không phải thành dư huy hiện tại nhóm người toàn chân giáo nắm giữ phương pháp thu thập mảnh vỡ có năng suất cao nhất trong game đừng nói bọn họ chỉ có mười mấy người cho dù là một công hội lớn thì lúc này cũng bị người nhằm vào lúc này minh đô đột nhiên nói nếu không có ai biết về nhị giai đường vậy còn tế nhật hà quan kia thì có người nào biết không tế nhật hà quan này chính là đạo tặc đã đánh lén minh đô không quen biết đám người thi nhau lắc đầu chế độ chơi hoàn toàn mới của trọng sinh đã tạo ra vô số cao thủ mới. Có rất nhiều người mà người của toàn chân gáo không quen biết cũng là chuyện hết sức bình thường. Đúng lúc này Mario quay cùng lại nói, cái tên này ta đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải, có phải phía sau hắn còn có một nữ chiến sĩ tên là Tứ Nguyệt Như Ngọc? Đúng là có một nữ chiến sĩ, nhưng không biết tên là gì. Minh Đô lập tức trả lời. Nữ chiến sĩ này giống y như một tên đàn ông vậy, cực kỳ cá tính đến tận bây giờ minh đô hãy còn nhớ như yên vậy thì không sai rồi người này là lão đại của công hội kim ngọc mãn đường ở thành lăng tiêu cũng là cao thủ lâu năm mọi người có nghe nói về kim hà tế nhật và ngọc thụ lâm phong chưa mario quay cuồng nói hóa ra là hai vợ chồng bọn họ nghe mario quay cuồng nói như thế đám người toàn chân giáo cũng nhớ ra trước đây trong thế giới game đúng là có một đôi cao thủ như thế có người nói ngoài đời thật họ cũng là vợ chồng, thực lực của hai người này như thế nào thì tạm thời không bàn tới, bởi vì hợp vợ chồng khá là hiếm, thế nên danh tiếng của họ cũng không kém so với toàn chân giáo ngày xưa bao nhiêu. Trong đám người của toàn chân giáo, ngoại trừ vương vũ ra, còn lại đều là những kẻ thông hiểu về game, biết về hai người này cũng là chuyện bình thường. Vậy tại sao hắn không dùng nít lúc đầu? Minh Đô tỏ vẻ xem thường. Tên nít trong thế giới game chính là chiêu bài, chiêu bài càng lão làng chứng tỏ thực lực càng cao. Còn có thể là vì sao, bị cướp tên chiếu sao? Mario quay cuồng nói. Khi trọng sinh vừa đưa ra bản thử nghiệm, số lượng người chơi đăng nhập cùng lúc cũng đạt đến con số ngàn vạn, mà ID của hai người này cũng coi như có danh tiếng, người hâm mộ bọn họ khẳng định là có không ít, bị cướp mất tên nick cũng là chuyện bình thường. Không ngờ bọn họ cũng chơi công hội. Vô kỵ vuốt cầm nói với vẻ không ngờ. Từ trước đến giờ hai vợ chồng này luôn tự xưng là thần điêu hiệp lữ, thường độc lai like độc vãng làm độc hành hiệp. Không ngờ khi chơi kiểu game hoàn toàn mới thì lại tạo dựng cả công hội. Mario quay cuồng nói, đúng đấy, hai người này không chỉ chơi công hội, hơn nữa còn chơi cũng không tệ đâu, có người nói hiện nay công hội của bọn họ là lớn nhất thành Lăng Tiêu. Vậy, đúng là rất có thành tựu đấy. Vô Kỳ thoáng sững sờ quay đầu hỏi Mario quay cuồng, làm sao ngươi biết rõ ràng thế? Mario quay cuồng nói, trước khi các ngươi tới thì hắn đã mua thuốc của ta. Đám người. Chẳng trách người ta nói tử lâu chính là đài phát thanh, xem ra Mario quay cuồng mở được một cửa hàng mà đã có thể điều tra gốc rễ tổ tông 18 thế hệ của người ta. Nếu nói như vậy, không phải chỉ có một công hội phục kích các ngươi đúng không? Lúc này, Vương Vũ tổng kết một câu. Mấy người nhị giai đường cũng không phải người chơi của Kim Ngọc Mãn Đường chỉ căn cứ vào lời miêu tả của mọi người, thực lực của những người phục kích bọn họ không đồng đều. Người có thực lực cao, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ ma pháp thánh kỵ của Minh Đô, còn người có thực lực cách cả 10 dặm dùng một đội cận chiến vây công Doãn Lão Nhị, thế mà vẫn không thể giết chết đám Doãn Lão Nhị. Đương nhiên, thực lực cụ thể của đối phương có khả năng có quan hệ đến thói quen khoác lác của đám người toàn chân giáo này. Thế nhưng chênh lệch giữa những người này thật sự không thể nghi ngờ, nếu chỉ có một công hội phục kích khẳng định đều sẽ chọn những người đáng tính cậy đến mặc dù chỉ vây công một người cũng không khả năng sẽ có chênh lệch như vậy ừ nghe vương vũ kết luận như thế tất cả mọi người đều gật gật đầu tuy vương vũ kết luận quá đúng nhưng vương vũ nói hai chữ các ngươi lại khiến mọi người cảm thấy không có tôn nghiêm người phe mình coi người phục kích mình thành đối thủ mà vương vũ người ta căn bản lại không thèm để ở trong lòng có thể thấy được chênh lệch thực lực trong toàn chân giáo cũng không nhỏ đâu xem ra khẳng định là có người ở phía sau phá rối vương vũ suy nghĩ một chút lại nói lần này đám người lại không hiểu lời hắn nói không sai vô kỵ nghe vậy thì kinh ngạc liếc vương vũ một cái rồi gật đầu nói suy nghĩ của lão ngưu cũng giống như ta tại sao lại nói như vậy mario quay cuồng không hiểu gì hỏi lại ngươi suy nghĩ một chút đi vì sao lại có nhiều công hội vô duyên vô cớ công kích chúng ta như vậy? Vô kỵ hỏi. Không phải là do các ngươi có phương pháp nâng cao hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ sao? Mario quay cuồng nói. Đó chỉ là một lý do. Vô kỵ cười lạnh nói, nếu như chúng ta không quen biết lẫn nhau. Ngươi có biết chúng ta soạt nhiệm vụ ở thành kinh cức các ngươi sao? Chuyện này. Mario quay cuồng choáng váng. Đúng vậy, thành kinh cức và thành dư huy là hàng xóm cũng khá quen thuộc với nhau đại danh của đám người toàn chân giáo ở đây cũng có nghe thấy nhưng dù có như thế một nhóm người của toàn chân giáo tới đây làm nhiệm vụ trong mắt người chơi ở thành kinh cức cũng chỉ là đội ngũ thần bí mà thôi mà đối phương lại không chỉ biết người làm nhiệm vụ là ai còn có thể xác nhận mục tiêu là một nhóm người toàn chân giáo vô cùng hiển nhiên trước khi những người này tới đây khẳng định đã nhận được tin tức hoặc là tin nhắn nào đó dù sao chỉ có người biết tài khoản của tất cả mọi người thì mới có thể dùng tiền tìm NPC xác nhận vị trí tọa độ mục tiêu. Lẽ nào có người muốn hố các ngươi? Các ngươi có đắc tội với người nào hay không? Nghĩ tới đây, Mario quay cuồng lại quay sang hỏi Vô Kỵ. Nghe được câu hỏi của Mario quay cuồng, đám người toàn chân giáo đồng loạt nở nụ cười. Vô Kỵ lắc lắc ngón trỏ, vấn đề này ngươi hỏi không đúng rồi, xem ra lão Mario người vẫn không hiểu chúng ta nếu ngươi hiểu rõ chúng ta thì phải hỏi là chúng ta còn chưa đắc tội với ai mario quay cùng nghe vậy vẻ mặt ngay ra không hiểu gì mìa gã đã quên này đám người này không được bình thường xem ra kẻ thù của toàn chân giáo ngay cả chính bọn họ cũng không biết là ai ẩn trong bóng tối tính toán chính mình vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ cũng không thể cứ ở lại chỗ này chứ kiến ngạo chen một câu chương 992, bọ ngựa bắt ve. Có câu nói này rất hay, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Nếu là đối mặt trực diện, đám người toàn chân giáo hoàn toàn không có gì để nói, thế nhưng lại có nhiều công hội dở trò xấu ở trong bóng tối như vậy khiến bọn họ có chút không thoải mái. Bọn họ đều là những kẻ chuyên chơi phục kích nên dĩ nhiên biết hậu quả của việc bị kẻ trộm nhớ thương. Vương Vũ hoạt động quyền cướp một chút rồi nói, nếu như các ngươi sợ hãi thì ở chỗ này đánh bài đi. Ta ra ngoài đi dạo một chút. Bà mẹ nó, ai sợ chứ? Các ngươi đừng cản ta, lão tử bây giờ sẽ đi đến cho bọn chúng một trận. Nghe Vương Vũ nói như vậy, đám người lập tức nổi cáu lên, ồn ào kêu gào muốn đi ra ngoài tự tay giết chết kẻ thù. Tuy nhiên bọn cũng chỉ hung hăng phách lối nói ngoài miệng như vậy thôi chứ thân thể lại rất thành thật, đều chỉ nói mà không dám làm. Vô kỵ cười khoát tay một cái nói, được rồi, mọi người đừng xúc động. Lão mã này, chiến đội của ngươi còn có ở đó không? Bọn họ đã giải tán từ sớm rồi, ngươi tìm người làm gì? Chẳng nhẽ muốn kêu bọn ta đến giúp ngươi hay sao? Mario quay cùng thẳng thắn biểu môi. Bây giờ toàn chân giáo đang là mục tiêu bị công kích, ngay cả khi người của chiến đội chưa giải tán thì cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. Giúp đỡ hay không giúp đỡ thì có chỗ nào khác nhau đâu. Yên tâm đi, ta sẽ không để các ngươi giúp đỡ vô ích đâu. Vô kỵ cười cười nói, mảnh vỡ áo choàng ngươi có muốn hay không? Hỏi thừa, ai lại không muốn, giờ đâu đến phiên chúng ta chứ? Giọng điệu của Mario quay cùng hết sức bất mãn. Dường như bất kể một thành chính nào cũng đều giống nhau ở điểm các nguồn tài nguyên luôn bị các công hội lớn chiếm giữ, người chơi thường ngay cả một ngụm canh cũng hút không được nên phẫn nộ rất nặng nề. Vậy thì tốt ta sẽ nói cho ngươi cách thức làm nhiệm vụ. Bây giờ ngươi mang đồng đội của mình đi làm nhiệm vụ đi. Về phần có thể lấy được bao nhiêu mảnh vỡ thì còn phải xem bản lĩnh của các ngươi. Vô Kỵ thản nhiên nói. Chuyện này. Ngươi không phải là muốn để chúng ta đi làm mồi nhữ đấy chứ. Mario quay cuồng cũng không ngốc, gã ta liếc mắt một cái đã nhìn ra ý đồ của vô kỵ. Vô kỵ cũng không có dấu dấu giếm giếm mà cười nói, ngươi muốn nhận hội báo thì nhất định phải trả giá. Ta nói với ngươi này, hiện tại mảnh vỡ của áo choàng là hàng rất khan hiếm, một thành chính một ngày cũng chỉ có 350 mảnh vỡ. 350 mảnh. Nghe vô kỵ nói như vậy, Mario quay cuồng cũng bị làm cho kinh sợ, ít như vậy sao? Dĩ nhiên. Nếu không chúng ta sao phải chạy đến thành kinh cức xa như thế này để cày mảnh vỡ chứ? Vô kỵ nói, thế nào, ngươi có làm hay không? chuyện này mario quay cùng có chút do dự mario quay cùng cũng là một người rất thông minh là một kẻ hiểu được chỗ nào có lợi chỗ nào có hại nếu là lúc thường mario quay cùng tuyệt đối sẽ không vì mấy mảnh vỡ trang bị mà đi giúp người ta làm mồi nhữ nhưng sau khi nghe nói số lượng mảnh vỡ rất thưa thớt gã ta lập tức thay đổi suy nghĩ người ta thường vẫn nói đầu cơ kiếm lợi vì sao đồ cổ và tranh chữ đáng tiền chính là bởi vì số lượng của chúng vô cùng ít ỏi. Có những thương nhân không hiểu ý nghĩa thực sự của đồ cổ nhưng lại có thể kiếm lợi nhuận từ chúng. Thậm chí họ còn có thể trao bán đồ cổ đã tổn hại một phần với giá trên trời. Bởi vậy có thể thấy được cái gọi là vật hiếm thì quý. Hiện tại, trọng sinh có khoảng chừng mấy trăm triệu người chơi, một thành chính cũng phải có ít nhất 3 đến 4 triệu người, 350 mảnh vỡ phân ra cho 3-4 triệu người đó. Tỷ lệ kiểu này là cái dạng gì chứ? Phải rồi, 50 mảnh vỡ mới có thể ghép thành một bộ áo choàng. Ngay khi Mario quay cùng còn chưa cảm thấy gì, Vô Kỵ lại bồi thêm một câu. Được. Cứ quyết định như vậy đi. Câu nói cuối cùng của Vô Kỵ khiến Mario quay cùng triệt để đưa ra quyết định. 50 mảnh vỡ mới ghép được một bộ áo choàng, nói cách khác sau khi hoạt động kết thúc thì mỗi thành chính cũng chỉ có 21 bộ áo choàng mà thôi. Thuộc tính của áo choàng tất cả mọi người đã được nhìn thấy trên trang chủ của trò chơi, trang bị ám kim còn có thêm hiệu quả phi hành, đối với người chơi mà nói đây tuyệt đối là thần khí. Sau khi hoạt động kết thúc, giá của mảnh vỡ áo choàng tất nhiên sẽ bị nâng lên giá trên trời. Chết một lần cùng lắm cũng chỉ mất 10% kinh nghiệm mà thôi, so với phần lợi ích có được khi buôn bán thì quả thực chính là tự nhiên kiếm được vàng. Để ta đi kêu người mario quay cùng vừa nói vừa kéo ra khung bạn bè nhắn tin cho đám người mạc tiểu bối sau khi nhắn tin xong mario quay cùng kỳ quái hỏi vô kỵ các ngươi trực tiếp nói cách làm nhiệm vụ cho bọn họ không phải tốt hơn sao hư vô kỵ cười lạnh một tiếng nói ngươi nghĩ rằng toàn chân giáo chúng ta bị loại người kia phục kích một lần mà sợ sệt người ta hay sao không phải mario quay cùng nghe vậy lập tức hiểu rõ đám người toàn chân giáo này vẫn có tiếng là mềm cứng không ăn. Nếu muốn biết cách soát các mảnh vỡ ngươi có thể đi tìm người toàn chân giáo mua lại với giá cao. Lấy tính cách của đám toàn chân giáo này mà nói, chỉ cần ngươi ra giá đủ cao thì chưa chắc bọn họ đã không nói ra phương pháp làm nhiệm vụ cho ngươi. Nhưng nếu ngươi dở chiêu trò đùa giỡn trong bóng tối thì đám người kia sẽ không thích chút nào. Trò chơi thôi mà, chết mấy lần thì có tổn thất là bao chứ đám người hung ác rảnh rỗi lại có một bụng ý xấu kia tuyệt đối có đủ kiên nhẫn và can đảm khiêu chiến khiến cho đối thủ ăn đủ thua thiệt. Công hội có lớn đến đâu cũng có thể lớn hơn tam sát trang sao. Kẻ thù có nhiều đến đâu có thể so sánh với việc bị toàn bộ người chơi truy sát hả? Những chuyện phá phách như thế này đám người toàn chân giáo cũng không phải chưa từng trải qua trước kia họ có năm sáu người mà còn dám tuyên chiến với các công hội lớn đệ nhất trong trò chơi huống chi là hiện tại còn có thêm đồng đội lợi hại hơn gia nhập nếu như thực sự chọc đến đám người này thì cho dù phương pháp làm nhiệm vụ có được công bố trên diễn đàn bọn họ cũng sẽ không thỏa hiệp đây chính là khí phách của người toàn chân giáo một đám dân liều mạng mà dĩ nhiên vô kỵ làm như vậy cũng là có lý do của hắn ta thứ nhất bọn mario quay cùng dù sao cũng là bạn bè người toàn chân giáo từ trước đến nay không bao giờ keo kiệt với bạn bè, coi như là chia nhau hưởng lợi cũng không có vấn đề gì. Thứ hai, trò chơi này có tất thảy 300 thành chính còn đám Mario quay cuồng có bao nhiêu người đâu, cho dù có nói phương pháp làm nhiệm vụ cho Mario quay cuồng thì cũng không ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Thế nhưng người chơi của những công hội kia thì không giống như vậy. Đám người đó nhiều người rất tồi tệ, có bản chất được đà lớn tới, bọn vương vũ nhường một bước thì những người này dám bước tới mười bước rồi loại chuyện như bức bách người toàn chân giáo giao ra toàn bộ mảnh vỡ thì bọn đó có khả năng dám làm lắm huống chi bây giờ vô kỵ còn muốn đám người mario quay cuồng làm mồi nhữ thì dĩ nhiên hắn ta phải cho mồi nhữ một chút lợi ích rồi hiện tại đám người mạc tiểu bối cũng đang quay lại đường lớn sau khi nhận được tin mario quay cuồng nhắn cũng không mất quá nhiều thời gian bọn họ đã có mặt trong tiệm của mario quay cuồng lão mã người nói người biết cách cày mảnh vỡ hả vừa mới vào trong tiệm mạc tiểu bối đã hô lên từ xa đúng vậy mario quay cuồng chỉ vào vô kỵ nói chính xác mà nói người biết cách soát mảnh vỡ là bọn họ hả là các ngươi à đã lâu không gặp hóa ra các ngươi chính là chiến đội thần bí được người ta đồn đại gần đây ta nên sớm đoán ra là các ngươi mới phải thái độ của mạc tiểu bối khi nhìn thấy đám người vô kỵ thân mật hơn không ít so với trước kia có vẻ như tên phế vật lucifer cũng không phải hoàn toàn vô dụng ít nhất hắn ta có thể ở giữa làm chất xúc tác khiến cho không khí giữa hai chiến đội dịu đi ha ha đều là hư danh mà thôi vô kỵ khó có được khiêm tốn một lần tiểu bối này lão ca vô kỵ cũng không phải chia sẻ phương pháp không công hắn tìm chúng ta có một số việc Mario quay cuồng lặp lại ý tưởng của vô kỵ một lần sau khi gã ta nói xong còn thận trọng nhìn mạc tiểu bối một chút loại chuyện tìm người khác để làm mồi những này dù sao cũng không phải chuyện tốt gì nếu không phải vì lợi ích thúc đẩy người bình thường nghe xong không nổi giận đã là tốt lắm rồi đấy chuyện này mạc tiểu bối xoắn suýt một chút rồi nói không phải chỉ là giúp một chút thôi sao ngươi nói giống như là để chúng ta đi chịu chết vậy tất cả mọi người đều là bạn bè cho dù lão ca vô kỵ không chia sẻ phương pháp làm nhiệm vụ thì chúng ta cũng nên giúp một tay mới phải. Chương 993: Chia ra hành động. Mặc dù Mạc Tiểu Bối chỉ là một cô gái nhưng cách đối nhân xử thế còn dứt khoát hơn so với rất nhiều người đàn ông, nàng ta nói chuyện rất có nghĩa khí. Hơn nữa mạc tiểu bối còn là cựu đội trưởng của chiến đội xích diễm nên cũng có tiếng nói rất mạnh mẽ những người khác nhìn thấy mạc tiểu bối đã đáp ứng với đám người vô kỵ nên cũng không có ai phản đối gì ngược lại chuyện này mà đặt trong toàn chân giáo thì hoàn toàn không có khả năng thấy thủ hạ của mạc tiểu bối lanh lợi khéo léo như vậy vô kỵ có cảm giác mệt mỏi sâu sắc lão đại vô kỵ chỉ cần là chuyện ngươi phân phó chúng ta sẽ lập tức nghe theo sau khi sắp xếp tốt cho thủ hạ của mình, Mạc Tiểu Bối chắc chắn nói, "Vô Kỳ thản nhiên đáp, không có gì để phân phó cả. Các ngươi cả thảy có 11 người, bọn ta cũng có 11 người, mọi người chia ra hành động là được." "Chia nhau ra hành động?" "Vậy phân chia như thế nào?" Vẻ mặt của Mạc Tiểu Bối mông lung. Đám người này gan cũng lớn thật, đã bị không biết bao nhiêu công hội theo dõi rồi mà bọn họ còn dám chia ra hành động nếu không phải biết rõ bản lĩnh của những người trong toàn chân giáo thì mạc tiểu bối đã nghĩ bọn họ đều bị điên cả rồi vô kỵ nói rất tùy ý hai chiến đội trộn lẫn với nhau hai người một đội đi cùng nhau các ngươi ở ngoài sáng cứ việc kích phát nhiệm vụ người của chúng ta sẽ ở trong tối bảo vệ các ngươi một người bảo vệ chúng tôi đó cũng không phải là chuyện một người lúc này một thích khách ở bên cạnh nói thích khách kia có một cái tên rất ngạo mạn phách lối hắn ta đặt tên là Thánh Trọng Bạch Ngọc Thang. Tính cách của tên này vậy mà rất cẩn thận, sau khi nghe xong việc để mình làm mồi nhữ mà lại chỉ có một người theo phía sau bảo vệ trong lòng hắn ta đã có ý bỏ cuộc giữa chừng. Phản ứng này của hắn ta cũng rất bình thường. Xét cho cùng đối thủ của toàn chân giáo cũng không đơn giản chỉ có riêng một công hội như vậy. Trước mắt thì mọi người biết phải có ít nhất 10 công hội, hơn nữa đều là công hội lớn. Mặc dù hiện tại mới chỉ là đội ngũ của các công hội này lộ diện thôi, nhưng những người chơi tinh anh của các công hội lớn mạnh hơn nhiều so với các chiến đội thường. Cho dù người chơi trong toàn chân giáo có thực lực không yếu nhưng nếu người bình thường nghe nói để một người đối phó với một đội ngũ tinh anh thì trong lòng họ sẽ do dự. Có điều đám người toàn chân giáo này lại không lo lắng một chút nào cả. Bọn họ thẳng thừng bỏ qua sự bất an của Bạch Ngọc Thang. Đúng lúc này, Minh Đô cao giọng nói: hai người một đội hợp lý lắm tiểu bối cô có thể cùng một đội với ta nam nữ phối hợp làm việc mới không mệt các ngươi nói có phải không mọi người yên tâm ta sẽ không để cho tiểu bối chịu một chút thương tổn nào minh đô vừa mới nói dứt câu đã ngay lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt khinh thường của mọi người đặc biệt là ký ngạo cậu ta nhảy lên nhảy xuống hô đừng có cố làm ra vẻ nữa ngươi cũng không nhìn lại mặt mũi của mình một chút đi đám lão bất tử như các ngươi không phải nên tránh qua một bên sao thúi lắm ngươi đã xem phim siêu sát thủ lê ông chưa ông chú mới là vương đạo xuân tường cũng không chịu yếu thế quơ pháp trượng muốn gõ ký ngạo một cái nhìn đám người toàn chân giáo không biết xấu hổ này đã đến lúc nào rồi mà vẫn còn tranh nhau con gái bạch ngọc thang và người của chiến đội xích diễm ngay lập tức trợn tròng mắt má nó đám người kia thực sự là đang bị người ta đuổi giết sao tại sao cảm giác giống như là đi dạo chơi ngoài thành vậy? Ngay tại lúc đoàn người đang chìm trong vòng mông mùi, Mario quay cuồng cũng gia nhập vào nhóm chiến đấu, ai tán thành lão ngưu đi theo ta, ta sẽ để tiểu bối đi theo người đó. Mario quay cuồng vừa dứt lời. Đám người toàn chân giáo nhau nhau giơ tay. Ha ha, ngưu huynh, hai ta cùng một tổ ngươi không có ý kiến gì đi. Mario quay cuồng tí tẩn cười đùa đi đến bên cạnh vương vũ hỏi. Thái độ của Vương Vũ rất tùy ý, ai đi theo ta không quan trọng, một mình ta đều ổn. Vậy Tiểu Bối đi với ai? Lúc này đoàn người nhao nhao chất vấn Mario quay cuồng. Mario quay cuồng nhất miệng cười nói, theo lý mà nói thì tất cả mọi người đều có phần, cụ thể đi với ai thì để Tiểu Bối tự chọn đi. Bà mẹ nó, cái đồ không biết xấu hổ nhà ngươi! Mọi người giận dữ gào thét loạn thành một đoàn mãi đến khi mạc tiểu bối tự mình tỏ thái độ mới coi như thôi. Vương Vũ là người đảm đương sức mạnh cho cả toàn chân giáo, có sức chiến đấu khiến nhiều người tin phục nhất cho nên mục tiêu lựa chọn hàng đầu của chiến đội xích diễm chính là Vương Vũ. Ban đầu, Mạc Tiểu Bối cũng nghĩ muốn cùng một đội với Vương Vũ, nhưng mà Mario quay cùng lại nhanh chân nhận trước, nàng ta bất đắc dĩ đành phải lựa chọn vô kỵ. Kỳ khi thật, lựa chọn như vậy đều là do Mạc Tiểu Bối cũng không quen thuộc với người toàn chân giáo, ở trong mắt mạc tiểu bối vô kỵ có lẽ là một đối tượng tương đối đáng tin cậy hơn một chút về phần bạch ngọc thang đáng thương thì được phân cùng đội với xuân tường xuân tường rất bất mãn với việc vô kỵ phân cho mình một đại lão gia còn bạch ngọc thang thì cũng buồn bực không thôi hắn ta thầm nghĩ lão tử chả nhẽ còn không xứng với một tên lớn tuổi bị ổi như người hả ngươi còn mẹ nó tỏ vẻ không tình nguyện nếu không phải vì đánh không lại đám người toàn chân giáo này không thì bạch ngọc thang đã nóng nảy lên rồi vô kỵ đã từng chỉ huy hàng chục ngàn người chiến đấu giờ chỉ có hai mươi mấy người dĩ nhiên là chuyện nhỏ rất nhanh sau đó vô kỵ đã phân chia xong đội ngũ đám người một trước một sau rối rít đi ra khỏi cửa tiệm nhỏ của mario quay cuồng sau đó chia ra nhiều ngã dọc theo đường lớn bắt đầu làm nhiệm vụ cùng lúc đó mấy người nhị giai đường và tế nhật hà quan cũng nhận được tin tức mục tiêu đã ra khỏi khu vực an toàn đã bắt đầu hành động tiếp, tọa độ theo thứ tự là mã nó, lão tử bây giờ muốn rút khỏi có được hay không? đúng lúc này nhị giai đường đột nhiên lên tiếng trong kênh trò chuyện rút khỏi vì sao? tế nhật hà quan hỏi trong lòng nhị giai đường vẫn còn sợ hãi nói đám người toàn chân giáo này quá ác ta cảm thấy không cần thiết xung đột cùng bọn họ đám người toàn chân giáo ở bên ngoài vẫn có tiếng hung ác. Mọi người đều biết độ lì lợm bám lấy không tha của bọn họ, trước kia mới chỉ nghe nói còn không có cảm giác gì, nhưng sau khi chân chính giao thủ qua trong lòng nhị giai đường chỉ còn một chữ, sợ. Chơi game lâu như vậy rồi, nhị giai đường cũng không phải chưa từng bị giết, thế nhưng bị giết mà bản thân vẫn u u cạc cạc như ngày hôm nay mới là lần đầu tiên. Nhất là khi vừa mở mắt, những anh em của mình cũng nối gót đi đầu thai theo, trong lòng nhị giai đường thực sự sợ hãi nói thế nào chiến đội của hắn ta cũng coi như là cao thủ một phương nhưng mà đánh nhau mới có hai hiệp ngay cả bản thân mình chết như thế nào hắn ta cũng không biết còn có chuyện nào so với chuyện này đáng sợ hơn chứ nếu không phải phần thưởng áo choàng quá mê người nhị giai đường đã chủ động rút lui từ sớm rồi tế nhật hà quan gật đầu nói được rồi điều này ta hiểu đã là kẻ có danh ở đời thì tự nhiên không phải là hư danh nhưng nếu muốn có của báu thì không nên ngại hy sinh hôm nay ta cũng chết một lần không phải giờ vẫn còn đứng ở đây như thường hay sao ngươi không hiểu đâu nhị giai đường nói kẻ địch ngươi gặp phải khác với chúng ta nghe nhị giai đường biện giải cho mình như vậy tứ nguyệt như ngọc nhìn không nổi khinh bỉ nói thôi đi đều là bị giết còn không giống nhau ở chỗ nào toàn bộ đều là do thực lực của ngươi không đủ lão nhị ngươi có phải sợ hay không hiện giờ chúng ta đã ngồi chung trên một con thuyền rồi Ngươi muốn chạy cũng đã chậm. Đúng đấy lão nhị, chúng ta bị diệt cả đoàn mà cũng không sợ hãi giống như các ngươi đâu. Lúc này một chiến sĩ khiên thuẫn tinh là bánh xe cuồng cùng hợp lý nói. Đội ngũ của bánh xe cuồng cùng chính là đội người chơi thứ nhất phục kích Vương Vũ. Nhị giai đường biểu môi nói, phí lời, với thực lực tạm nham của các ngươi không diệt đoàn mới là chuyện không bình thường đấy. Giờ thế nào? Xem ra ngươi rất có thành kiến với cương thiết chiến xa chúng ta bánh xe cuồn cuộn cũng không phải người tốt tính gì. Bị người khác chế giễu thì cũng thôi đi, nhưng mà người như nhị giai đường cũng bị diệt cả đoàn lại dám nói lời như vậy quả thực khiến người ta rất khó chịu. Người muốn thế nào? Không phục thì kéo nhau ra ngoài thử một chút. Nhị giai đường cũng không cam chịu yếu thế nói. Đúng lúc hai người sắp sửa túng lấy nhau thì người chơi mới gửi tọa độ lên tiếng, hiện tại mục tiêu đã di chuyển, Định vị lại mục tiêu một lần nữa mà các ngươi còn trì hoãn thì có cho tiền ta cũng trả lại. Chương 994, đây gọi là chiến thuật. Hai người sững sờ nhìn kênh nói chuyện rồi lập tức yên tĩnh trở lại. Ê, người bán tọa độ này cũng rất kiêu căng, hắn ta như thể là không thiếu khách hàng nên không khách khí với người tiêu dùng một chút nào. Tuy nhiên người ta phục vụ lại rất chu đáo. Vì NPC thu giá tra xét tọa độ quá cao mà mọi người lại không có thường người chuyên môn đi thăm dò cho nên phải tìm người chủ động giúp bọn họ thăm dò tọa độ. Dĩ nhiên tra xét tọa độ cũng không miễn phí. Chi phí cần mọi người chia đều, chỉ trong chốc lát mà thôi, tọa độ 11 đội đã tra xét xong một lượt. Giờ bắt đầu thu phí lượt tra xét thứ hai. Chi phí tuần tra là 100 vàng một lần số tiền này đối với các công hội lớn cũng không tính là nhiều nhưng nếu tốc độ tọa độ đổi mới quá nhanh thì bọn họ cũng chịu không nổi tướng nguyệt như ngọc thúc giục nói đi thôi có vấn đề gì xong việc lại nói người nào lại mẹ nó chơi liều thì sẽ làm thịt trước tiên lời nói của tướng nguyệt như ngọc vẫn rất có tác dụng cô ta vừa mới nói dứt câu nhị giai đường và bánh xe cuồn cuộn đã lập tức ngậm miệng lại bọn họ vội vã mang theo đội ngũ của mình cùng với những người chơi khác một lần nữa bắt đầu truy sát đám người toàn chân giáo lúc này đoàn người toàn chân giáo đang đi theo sát phía sau người của chiến đội xích diễm một người trước một người sau di chuyển trên đường hấp dẫn mục tiêu có vẻ như đây là lần đầu tiên người của chiến đội xích diễm chơi một trò chơi như vậy họ đều cảm thấy khá mới lạ đặc biệt là mạc tiểu bối cô nàng này dù có là loại con gái có như thế nào thì cuối cùng vẫn chỉ là nữ giới lòng hiếu kỳ so với người bình thường lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Trên đường đi mạc tiểu bối hỏi này hỏi kia cũng khiến cho vô kỵ rất phiền, thậm chí hắn ta còn hối hận lúc trước sau không nhận một tên đàn ông đi cùng. Đại tỷ à, ngươi hỏi thì cứ hỏi, có thể đừng quay đầu nhìn về phía ta được hay không, không phải sẽ khiến ta bại lộ hay sao? Đối mặt với mạc tiểu bối phiên bản 10 vạn câu hỏi vì sao, vô kỵ nôn nóng đến cả đầu đều là mồ hôi. Mạc tiểu bối nhìn không được nói, biết rồi biết rồi người nói câu này nhiều lần như vậy có thấy phiền hay không hả vô kỵ bị nhắc lập tức im lặng không nói câu nào cô nàng này lại còn chê hắn ta phiền nữa đấy ai ta hỏi ngươi này bình thường các ngươi cũng hãm hại người ta như vậy hả mạc tiểu bối lại hỏi vô kỵ bình tĩnh đáp đây gọi là chiến thuật thôi đi chơi game thôi còn cần chiến thuật gì ngươi cũng thật thú vị Mạc tiểu bối cười nói. Vô kỳ sụp đổ chỉ vào tiệm hoa ở góc đường rồi nói, ở đó có một tiệm bán hoa tươi. Thì thế nào, ngươi muốn tặng hoa cho ta hả? Ta nhìn vậy thôi chứ thật ra rất lạnh lùng. Trong tình huống này mà hắn ta còn có thể nhớ tới việc mua hoa cho con gái, Mạc Tiểu Bối ngược lại rất bất ngờ vì không nghĩ một tên đầu sỏ lưu manh như Vô Kỵ lại còn có một mặt lãng mạn như thế. Không phải. Vô Kỵ nói, ở tiệm hoa kia có hai tên cung thủ và hai tên pháp sư đang mai phục. Ta có thể chặn đường. Đây chính là chiến thuật. Bà Mỹ nó. Mà tiểu bối quay đầu lại giơ ngón giữa với vô kỵ. Đúng lúc này, vô kỵ đột nhiên nói, cẩn thận một chút, rắn ra khỏi hang. Ở đâu? Mà tiểu bối giật mình, vội vàng nhìn quanh bốn phía. Chiến đội tầm thường thì vẫn là chiến đội tầm thường, mà tiểu bối cũng là một cao thủ, nhưng chiến thuật dạy công tu dưỡng này đừng nói là so với đám người toàn chân giáo, chỉ so với đội ngũ tinh anh của liên minh huyết sắc thôi cũng đã thua kém không biết bao nhiêu lần rồi. Người chỉ huy mà rất không có năng lực. Vô kỳ vội vàng nói, đừng nhìn loạn lên, cứ tỏ vẻ không thấy gì. Đi về hướng 9 giờ đi. À. Mạc tiểu bối lên tiếng, dựa theo mệnh lệnh của vô kỵ giống như dạo chơi đi về hướng bên cạnh. Ngay lúc ấy, một chiến sĩ khiên thuẫn tròn vo xuất hiện ngay trong tầm mắt của mạc tiểu bối, hắn ta chính là bánh xe cuồn cuồng. Lúc này, nhóm người bánh xe cuồn cuộn đang nhìn chầm chầm vào ngực của mạc tiểu bối còn miệng thì lẩm bẩm, hả? Không đúng, vừa rồi chúng ta nhận được tọa độ rõ ràng là ở đây mà. Cô gái kia tại sao không phải là người toàn chân giáo? Cái tên cầu thịt béo nút nít này dám đùa dẫn bà đây. Mạc tiểu bối nhìn thấy ánh mắt của đám người bánh xe cuồn cuồng. cuồng sắc mặt cô ta trở nên vô cùng khó coi vô kỵ nói không cần để ý đến bọn chúng trực tiếp đi qua đi vậy còn ngươi thì sao mạc tiểu bối hỏi trên nóc nhà vô kỵ nói xong lại dặn dò thêm một câu đừng nhìn về phía ta nhớ chưa mạc tiểu bối chẳng biết làm sao chỉ đành phải đón lấy ánh mắt của đám người bánh xe cuồn cuộn mà tiếp tục tiến lên phía trước cả khuôn mặt cô ta đỏ bừng cả lên Mục đích đám người bánh xe cuồn cuộn đến đây là để gây rắc rối chứ không phải để tìm con gái. Theo nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, đám người đó cũng không có làm khó dễ mạc tiểu bối. Cứ tùy ý để cô ta đi qua. Đúng lúc này, mạc tiểu bối nhận được tin nhắn của vô kỵ, xoay người sang trái 45 độ, trong cự ly 430 m có một cung thủ, người giải quyết hắn. Sử dụng băng quyền đánh 45 độ về đằng sau phía bên trái là được, không cần nhìn được rồi mạc tiểu bối vẫn rất tín nhiệm vô kỵ thực sự không quay đầu lại xác định cự ly và góc độ sau đó xoay người đánh băng quyền tới thủ hạ cung thủ nọ của bánh xe cuồn cuồn cũng không ngốc thời điểm mạc tiểu bối đi qua hắn ta dĩ nhiên là có lòng phòng bị nếu mạc tiểu bối quay đầu nhìn trộm thì tất nhiên sẽ bị phát hiện nhưng lúc này cô ta đột nhiên làm khó dễ đánh cho cung thủ kia trở tay không kịp băng quyền tảo đường thối bá thiên quyền vũ. Lượng máu của cung thủ vẫn luôn ít đến thảm thương. Cung thủ kia còn chưa kịp phản ứng đã bị một bộ kỹ năng của mạc tiểu bối tiễn đi. Nghe tiếng kêu thảm phía sau, đám người bánh xe cuồn cùng cuốn cùng quyết quay đầu lại nhưng chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng dưới nắm đấm của mạc tiểu bối. Cô nàng này chính là người của toàn chân giáo, bắt lấy cô ta. Bánh xe cuồn cuộn vội vàng ra lệnh. Đám người quay lại đuổi theo. Đúng lúc này, Mạc Tiểu Bối cũng nhận được mệnh lệnh tiếp theo của Vô Kỵ, góc 30 độ đằng trước phía bên phải. Trong cự ly 1.200 mét có một pháp sư, người tiến lên làm thịt hắn đi. Bà mẹ nó, khoảng cách xa như vậy, hắn có thể ném mấy chiêu kỹ năng đấy. Mạc Tiểu Bối một bên chạy một bên chửi bậy, nhưng mà cho đến khi Mạc Tiểu Bối chạy đến gần tên pháp sư kia hắn ta cũng không ném ra được nửa chiêu kỹ năng nào. Mạc tiểu bối tập trung nhìn kỹ thì thấy trên đầu pháp sư kia có một chuỗi dấu chấm lửng, hắn ta đã sớm bị vô kỵ cấm ngôn từ lâu. Pháp sư mà bị cấm ngôn thì chẳng khác nào biên ngắm. Mạc tiểu bối đánh ba quyền đá hai cước đã tiễn pháp sư kia về điểm sống lại. Mà sau đó mấy người bánh xe cuồn cuộn cũng đã đuổi tới sau lưng mạc tiểu bối. Nhao nhao đập vũ khí trong tay lên người mạc tiểu bối. Bà Mỹ nó, ngay cả ta mà ngươi cũng dám lừa đảo à ngay thời điểm mạc tiểu bối cho là mình sẽ chết một luồng ánh sáng trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống bọc lấy cả người cô ta công kích của đám người bánh xe cuồn cuộn lập tức bị vô hiệu hóa cùng lúc đó mạc tiểu bối cũng nhận được tin nhắn của vô kỵ chạy đi bọn họ không đuổi kịp được ngươi mạc tiểu bối hết biết nói gì luôn cô ta lăn mình một cái ỷ vào hiệu quả vô địch cứ thế vắt chân lên cổ mà chạy những thủ hạ còn lại của bánh xe cuồng cuộn nếu không phải chơi mục sư thì chính là kỵ sĩ và chiến sĩ chạy làm sao có thể đuổi kịp cú nhảy của võ sư chứ chỉ trong chốc lát mạc tiểu bối đã biến mất ở góc đường móa nó móa nó móa nó này thiệt thòi quá lớn rồi đám người bánh xe cuồng cuộn kia khỏi cần nói cũng biết là rất buồn bực mẹ nó đám kia rốt cuộc là loại người nào hả Mười người bao vây tấn công một người mà lại không thể bắt được mục tiêu, hơn nữa còn bị người ta lừa lại hai lần, chuyện này cũng mẹ nó quá lỗ vốn. Một tiểu đệ ngược lại rất là quan nhắc nhở, lão đại, chúng ta vẫn rất may mắn đi, may là bởi vì võ sư kia là một cô gái, nếu là tên to con kia. Đám người nghe vậy lập tức biến sắc. Chỉ vào tên kia đồng loạt kêu lên, được rồi, ngậm cái miệng quả đen của ngươi lại ngay đi. Mà ở phía bên kia đường, Mạc tiểu bối mới thoát khỏi việc đi chầu trời vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, tâm tình lúc này của cô ta đã không còn biết dùng từ ngữ nào để hình dung cho được. Chương 995, Ngươi phải tin tưởng ca. PVP chính là một việc cần kỹ thuật. Khi hai người có trang bị giống nhau giao đấu, người đánh thắng liền chứng tỏ họ có thao tác tốt một người mà có thể đánh thắng hai người thì đã có thể gọi là cao thủ đám người bánh xe cuồn cuộn đều là những cao thủ đi ra từ công hội lớn cấp bậc trang bị so với loại giả lộ như mạc tiểu bối dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều mạc tiểu bối bên này mang theo vô kỵ không lộ mặt dù tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai người còn đối phương thì theo cơ cấu một đội mười người đối với mạc tiểu bối và vô kỵ mà nói cũng xem như là người đông thế mạnh dưới thực lực chênh lệch như vậy Mạc tiểu bối căn bản là không nghĩ tới việc mình còn có thể giành phần thắng, vậy mà dưới sự chỉ huy của vô kỵ, mạc tiểu bối lại có thể giết chết hai người dưới sự vây công của đội ngũ 10 người sau đó nghênh ngang rời đi. Chuyện này mẹ nó chỉ có cao thủ đỉnh cấp mới làm được thôi. Chính bản thân mạc tiểu bối cũng không thể tin được mình có thể làm được chuyện đó. Kích thích lắm đúng không? Biểu tình của mạc tiểu bối rơi hết vào trong mắt vô kỵ đang ở trên nóc nhà. Đúng vậy, mạc tiểu bối gật đầu thành thật mà nói mạc tiểu bối đã từng tê ca qua rất nhiều lần nhưng lần này cô ta mới cảm giác được mình là cao thủ đây gọi là chiến thuật vô kỵ đắc ý nói ừ vậy chúng ta lại đi giết một đợt nữa đi mạc tiểu bối nắm chặt tay chà cô nàng này vậy mà vẫn chưa chơi đủ vô kỵ lau mồ hôi nói chờ một lát chờ một lát cùng lúc đó ở trong một góc vắng vẻ khác của thành kinh cức, hai người Xuân Tường và Bạch Ngọc Thang lúc đi qua chỗ rẽ cũng gặp phải đám người nhị giai đường đang nhìn chung quanh. Đám người nhị giai đường hiển nhiên là bị vương vũ đánh cho đến phát sợ. Rõ ràng bọn họ ở trong tối nhưng lại cảm thấy vô cùng chột dạ, rụt rè sợ hãi, chỉ lo nhìn thấy thân ảnh đáng sợ kia. Xuân Tường không hổ là cơ hữu tốt của vô kỵ, hành vi của hai người khá giống nhau, đều trèo lên nóc nhà mà đi người ta thường nói đứng ở nơi cao thì nhìn được xa thời điểm đám người nhị giai đường còn chưa tới gần thì hành tung của họ đã bị xuân tường phát hiện ngay sau đó hắn ta nhắc nhở bạn đồng hành tiểu bạch cẩn thận một chút bọn họ đang tới xin hãy gọi ta là thánh trộm bạch ngọc thang cảm thấy rất khó chịu với xưng hô của xuân tường được rồi tiểu bạch xuân tường đáp bạch ngọc thang đổ mồ hôi một chốc rồi nói ta có phải tìm hành hay không Xuân Tường khoát tay một cái nói, tìm hành cái gì? Đối mặt trực tiếp với bọn họ. Nghe thấy Xuân Tường nói như vậy. Bạch Ngọc Thang cuốn cả lên, bà mỉa nó. Bảo ta đối đầu trực diện với 10 người hả? Xuân Huynh, mặc dù ngươi không thích tổ đội cùng ta nhưng cũng không thể đẩy ta vào chỗ chết được. Nghề nghiệp của Bạch Ngọc Thang là thích khách, thích khách thì luôn dựa vào tìm hành lén lén lúc lúc, giờ kêu hắn ta đi lên đối đầu trực diện chẳng khác nào là đi chịu chết cả biết vậy xuân tường trái lại trợn mắt nói nho nhã khiêm tốn chính là từ để chỉ người như lão phu lão phu sao có thể là loại người kia ta đường đường là một thằng đàn ông lại đi chỉnh ngươi làm gì ta đây không dám bạch ngọc than giơ tay tỏ vẻ hắn ta sợ rồi thái độ của hắn ta vẫn luôn rất tiêu cực xuân tường nhìn tên tiểu tử có lá gan nhỏ kia sau đó ý vị sâu xa nói tiểu bạch này vừa rồi ta cho ngươi một mảnh vỡ ngươi quên rồi sao mảnh vỡ là mảnh vỡ các ngươi đã nói thẳng là để chúng ta đi làm mồi nhữ chứ không có nói để chúng ta đi chịu chết bạch ngọc thang phản bác xuân tường lấy tình cảm để nói lý lẽ nói ta thực sự coi ngươi là anh em ruột thịt trong nhà sao ta lại hại ngươi được chứ anh em ruột thịt cũng có chuyện đâm sau lưng bạch ngọc thang thật đúng là mềm không được cứng cũng không xong xuân tường bất đắc dĩ buộc lòng phải xuất ra chiêu cuối nếu ngươi bỏ mình ta góp một bộ áo choàng thích khách cho ngươi có chịu không? Thật hả? Quả nhiên, người chơi trong trò chơi là thực tế nhất, dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng thua kém một lời hứa hẹn. Vừa nghe đến việc ghép một bộ áo choàng trọn vẹn, Bạch Ngọc Thang trận cả mắt lên. Hoạt động mảnh vỡ hy hữu này Bạch Ngọc Thang hiểu rất rõ, còn về phần áo choàng, bình thường Bạch Ngọc Thang ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lão Phu dĩ nhiên sẽ không nói dối ngươi, nhưng mà người anh em, ngươi không được chủ động đi chịu chết đâu đấy xuân tường đề phòng gấp đôi nói xuân tường cũng hết cách rồi nếu như đối tượng giao dịch là bất cứ người nào trong toàn chân giáo đám người này khẳng định sẽ liều lĩnh đi chịu chết xuân tường biết rõ lòng người hiểm ác nên dĩ nhiên hắn ta phải phòng bị bạch ngọc than thề thốt nói xuân huynh yên tâm thánh trọng ta đây không phải loại người như vậy ngài cứ việc thoải mái chỉ huy nếu như ta có ý không nghe lên thì coi như là ta chết vô ích anh em tốt xuân tường lúc này nghe thấy vậy mới lau một vệt mồ hôi thầm nghĩ nếu như đổi lại là tên hèn hạ minh đô kia thì sao phải phiền toái như vậy hiện tại khẳng định bạo lôi thuật đã đánh trên đầu bán người ta đi luôn rồi lão tử thật đúng là người có đạo đức cao thượng nghĩ tới đây xuân tường nhịn không được khen ngợi bản thân từ đáy lòng cùng lúc đó bạch ngọc thang đối mặt trực tiếp với đám người nhị giai đường toàn chân giáo nhìn thấy bạch ngọc thang đâm đầu đi tới đám người nhị giai đường giật nảy cả mình cuống quít bày ra tư thế nhìn thấy mười gã đàn ông cao lớn lực lưỡng ở trước mặt mồ hôi của bạch ngọc thang rơi xuống ca ta rất sợ lúc này xuân tường nói không cần phải sợ đi lên phía trước mười bước xoay người sử dụng bối thứ mười bước Bạch Ngọc Thang vì áo choàng cũng coi bất chấp tất cả. Đến bước chân tiếp tục tiến lên phía trước. Khoảng cách 10 bước không nhiều không ít, vừa vặn sự qua người đám nhị giai đường. Nhị giai đường bây giờ cũng thấy rõ, ký hiệu trên ngực Bạch Ngọc Thang cũng không phải là con cá âm dương của toàn chân giáo cho nên họ cũng không có tấn công Bạch Ngọc Thang. Từng ư. Ừ. Bạch Ngọc Thang đi phía sau nhị giai đường, hắn ta nuốt nước miếng một cái, không nói hai lời lập tức xoay người dùng bối thứ đâm vào phía sau nhị giai đường cùng lúc đó bạch ngọc thang cũng nhận được mệnh lệnh tiếp theo của xuân tường xoay người sử dụng tật hành trong ba giây sau đó tìm hành bạch ngọc thang không hề nghĩ ngợi quay người lại mở ra tật hành rồi bỏ chạy má nó lúc bị tấn công trong lòng nhị giai đường cả kinh hắn ta vội vàng xoay người thanh kiếm to lớn trong tay vung mạnh về sau trực tiếp mở ra toàn phong trảm chém về phía người bạch ngọc thang nhưng mà bạch ngọc thang đã sớm mở ra thực hành từ trước gần như là sát sao tránh thoát khỏi phạm vi tấn công của toàn phong trảm mà nhị giai đường đánh ra nhị giai đường không có vừa ý mục tiêu lòng vòng đi theo phía sau chặt chém bạch ngọc thang ba giây trôi qua rất nhanh tốc độ của bạch ngọc thang đã giảm xuống toàn phong trảm của nhị giai đường cũng đã phóng xong ngay sau đó thân hình của bạch ngọc thang thoát một cái biến mất không tốt thích khách tìm hành mọi người mau chóng dựa lưng vào nhau nhìn thấy bạch ngọc thang biến mất nhị giai đường sững sờ quay người sử dụng một cái va chạm để trở lại đội hình sau đó cùng đám thủ hạ đứng chung một chỗ dựa lưng vào nhau bởi vì không có nghề nghiệp đánh tầm xa nên trong trường hợp này cách tốt nhất là sử dụng trận hình phòng ngự bọn hắn phòng ngự rồi làm sao bây giờ bạch ngọc thang thấy đám người nhị giai đường không có ý định đi lên từng người một hắn ta nóng vội mà hỏi, ha ha. Xuân Tường khẽ mỉm cười nói, đây chính là những gì ta muốn. Tiếng nói của Xuân Tường vừa dứt, dưới chân đám người nhị giai đường xuất hiện một vòng tròn màu đen, ngay sau đó kết giới hắc ám dâng lên giữ chặt lại đám người nhị giai đường trên mặt đất. Xoạt. Đồng thời ở vị trí trung tâm của mọi người, một vần sáng xanh biết tán ra bốn phía, đám người nhị giai đường trong chốc lát đã biến thành màu xanh. Nhắc nhở của hệ thống, bạn đã trúng độc, tốc độ di chuyển giảm xuống 40%, sinh lực mỗi giây giảm xuống 1%. Nhìn thấy thông báo của hệ thống. Nhị giai đường sợ hãi không thôi. Khi ánh sáng trắng lóe lên bên ngoài kết giới hắc ám, sáu cái đầu ác ma đồ sộ uy mãnh hiện ra.